Xin chào mọi người ạ. Em là Yến và hiện tại thì em đang là tổng đại lý phân phối dòng sản phẩm cấp 16 men cấp của công ty Minh Thảo GSC tại Tân Kỳ, Nghệ An. Và ngày hôm nay thì em Yến sẽ chia sẻ với mọi người về cái vấn đề, đó là một số chị em có hỏi là khi cái cuống cốc mình bị lòi ra ngoài, nó thò ra ngoài thì mình sẽ xử lý như thế nào ạ? Thì đúng là có một số chị em cái âm đạo của mình ở đây ạ. Thì mọi người xem cái hình ảnh này. Đây ạ, cái âm đạo của mình, của một số chị em thì có cái âm đạo của mình ngắn, có âm đạo của mình ngắn, và đây là cái hình ảnh cốc huyệt san này. Khi cái cốc huyệt san nó có cái cuống nó thò ra ngoài như thế này, cái cuống thò ra ngoài bởi vì một số chị em thì cái âm đạo của mình nó ngắn này. Đây là cái khoang âm đạo của mình, và cái âm đạo của mình nó ngắn quá, mình không thể đẩy cốc vào sau được, và cốc mình sẽ chỉ đặt ở cạn phía ngoài thôi, và khi đặt cạn thì cái cuống nó sẽ lòi ra ngoài, nó sẽ thò ra ngoài âm đạo của mình, và như thế thì sẽ làm cho chị em chúng ta sẽ cảm thấy là bị vướng hơi khó chịu. Vì thế là cái trường hợp này thì chị em phụ nữ chúng ta nên xử lý đó là cái cuống cốc, cái đuôi cốc như thế này. Cái cuống cốc như thế này thì ở đây là cái cuống cốc nào nó rỗng, nó hoàn toàn là bằng, nó hoàn toàn rỗng, vì thế là, và cái nó không ảnh hưởng khi chúng ta cái cuống lòi ra ngoài, thì mình có thể hoàn toàn, các chị em có thể cắt đi, có thể cắt bớt cái phần cuống này đi, nó không ảnh hưởng gì đến cái cốc của mình cả, nó không ảnh hưởng gì đến cốc, vì thế chúng ta có thể hoàn toàn cắt cái cuống này đi được. Như thế chị em phụ nữ chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn, nó sẽ không còn vướng mắc nữa. Đối với những chị em có cái âm đạo của mình nó ngắn thì mình sẽ xử lý bằng cách là mình cắt cái cuống nó đi, cắt cái cuống của cốc huyệt san hay cái cắp này đi, thì nó không có vấn đề gì cả. Thì đấy là Yến trả lời câu hỏi của một số rất là nhiều chị em phụ nữ thắc mắc. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video ngày hôm nay của Yến. Và nếu ai quan tâm đến cái sản phẩm cốc huyệt san hay cái cắp này và mong muốn sở hữu sử dụng cái sản phẩm tuyệt vời này của mình trong ngày đèn đỏ, thì chị em có thể liên hệ với Yến qua số điện thoại 0978485910, hoặc là các chị em có thể kích vào đường link phía dưới về trang Facebook của Yến là Yến Tân An. Yến sẽ tư vấn kỹ hơn cho mọi người để mọi người có cái kỳ đèn đỏ được thoải mái và an toàn tuyệt đối. Vâng, và mọi người hãy đăng ký kênh YouTube Yến Nguyễn để theo dõi nhiều video tiếp theo Yến nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau ạ.